Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Trang Trang TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất nhiều. Trở lại câu chuyện vào buổi sáng ngày hôm nay thì như các bác có thể thấy, trời rất là đẹp, không khí lạnh thì về rất là trong xanh, mát mẻ. Có lẽ đây là cái mùa đẹp nhất của Hà Nội. Và thật sự khi mình nghĩ lại cái chuyện vừa rồi thì tôi chỉ dùng một cái từ rằng là Phật Pháp thì vô biên, phép màu, nhưng mà lại rất thực tế. Trước đây chúng ta nhìn vào kinh sách, chúng ta sẽ khó có thể tưởng tượng được ra những cái điều như thế này. Nhưng mà Đức Phật trong nhiều kinh sách của mình thì cũng đã dặn rằng là bạn cứ nghĩ là mình cứ đi tu tập theo đúng hạnh của Đức Phật thì sẽ không ai có thể nói rằng là phá được mình. Đó. Trong rất nhiều lần thì một số lần thì Sư Minh Tuệ cũng đã chia sẻ rằng là mình cứ việc tu thôi. Đó. Còn ai phá đạo Phật thì người ta sẽ phải nghiệp, chịu cái nghiệp đó. Phật Pháp không phải dùng để nói chơi. Phá Phật Pháp thì đó là cái nghiệp rất là nặng. Và chúng ta đã chứng kiến được rằng là cái phép màu nhiệm đó thông qua cái việc mà ông Thích Trân Quang. Thích Trân Quang, đúng không ạ? Có thể nói chỉ một cái câu thằng Ba Trợn thôi. Sư Minh Tuệ cũng không nói lại gì, cũng không có cái động thái nào để mà phản kháng cả. Thậm chí có đánh, có giết Sư Minh Tuệ thì Sư Minh Tuệ cũng vẫn thế. Thế nhưng mà những người nào động đến Sư Minh Tuệ thì thật sự là bây giờ cái nghiệp quả của họ thật sự là rất nặng. Chúng ta chỉ nhìn thấy một câu rằng là thằng Ba Trợn không thôi. Thế nhưng mà cuối cùng thì cuộc đời của ông Thích Trân Quang có thể nói rằng là toang rồi, xuống hố. Và câu chuyện này chắc chắn nó không dừng ở cái đây. Nó không chỉ dừng lại cái câu chuyện rằng là ông ta bị thu hồi tất cả các bằng cấp, bởi vì là không đủ tiêu chuẩn, bởi vì là không có liên quan đến bằng cấp 3, mà ông sẽ phải còn chịu nhiều cái nặng hơn nhiều. Thứ nhất là chắc chắn với những cái quy định hiện tại thì ông không còn giữ được cái trụ trì nữa. Rồi ông cũng khả năng là sẽ mất chùa. Bây giờ thì không ai bảo vệ được ông rồi. Không ai bảo vệ được ông, mặc dù có tín ngưỡng ông đến mấy, nhưng không ai bảo vệ được. Ngôi chùa của ông được xây trên đất rừng phòng hộ. Và đất rừng phòng hộ này thì xin thưa với các bác rằng là rất nhiều công trình vi phạm. Ngay cả mà xây không phép, chỉ có duy nhất một công trình có phép. Thế nhưng mà cũng xây x2 cái diện tích, thì như vậy là đã bị vi phạm rất lớn. Chắc chắn sẽ bị thu cái này. Và ông cũng không còn là trụ trì nữa. Ông không có bằng tú tài cấp 3 thì chắc chắn ông không thể nào lên được trụ trì. Và như vậy thì ông cũng không còn có thể nói rằng là xuất gia tu hành nữa rồi. Đó. Nhưng câu chuyện không dừng lại tại đó đâu. Bởi vì theo tôi được biết thì tại sao người ta dùng cái từ là cái từ nó gọi rằng là bằng cấp của ông là không đúng pháp luật. Không đúng pháp luật tức là như kiểu rằng ông không có bằng hay thế nào đó. Thế thì tôi chỉ dự đoán rằng là ông khi khai là báo với cả cơ quan điều tra hay rằng là với Bộ Giáo dục và Đào tạo thì ông khai rằng là ông mất bằng. Chính vì cái việc mất bằng này cho nên là mất đi cái vật chứng. Cái vật chứng thì chính là cái vật chứng người ta gọi rằng là nếu như mà muốn kết tội người ta vào cái tội bằng giả hay rằng làm giả con dấu tài liệu tổ chức thì một trong những cái quan trọng nhất là vật chứng, tức là làm giả cái gì thì cái gì phải thu được. Tức là nếu mà ông làm giả cái bằng thì cái bằng nó phải thu được. Thì nếu như mà chúng ta suy xét mà cơ quan an ninh điều tra mà làm tốt cái điều đó nữa thì có thể chăng ông còn bị khép thêm cái tội này. Thế nhưng mà phải nói Thích Trân Quang không phải là một người tầm thường. Mình phải nói như thế. Mặc dù là ông gian dối, mặc dù là ông lừa dối rất nhiều người, nhưng mà ông không phải là một người tầm thường. Nếu mà không người tầm thường thì chắc là chả lừa được nhiều người thế, đúng không ạ? Thế nhưng mà không phải là người tầm thường, cho nên ông trong cái vụ này thì hình như là ông khai báo là không có cái bằng này nữa. Và người ta chỉ nói rằng là bằng không đúng pháp luật, tức là không có bằng, chứ không phải là cái mà gọi là làm giả con dấu tài liệu được, bởi vì chưa thu hồi được cái bằng cấp đó. Nhưng mà rõ ràng ông đã gian dối. Ông đã gian dối rất nhiều. Và nếu như làm rõ được cái này thì ngoài cái việc mà mất tất cả ra, ông còn có phải đối diện với cả cái án tù. Nhưng đối với một người sinh năm 1959 thì đến bây giờ những cái gì của ông thì là mất hẳn.
Cho nên tôi mới nói là Phật pháp nhiệm màu. Pháp luật người ta sẽ bảo vệ những cái người mà giữ giới tu hành. Giữ giới tức là giữ đạo đức. Sư Minh Tuệ mặc dù là bị muôn vàn các thế lực ma quỷ bủa vây, người ta sẵn sàng chụp mũ cho Sư Minh Tuệ rất nhiều những cái điều mà có thể nói Sư Minh Tuệ chả làm gì cả. Người ta có thể chụp mũ rằng là phản động này, nọ kia này, vân vân này, rồi thậm chí rằng là phá hoại đạo Phật này, là người của CIA này, rồi thậm chí rằng là bỉ bôi rằng cái là thằng ăn xin này, rồi bỉ bôi cách gọi rằng là tóm lại là dùng những cái từ sự xấu xí nhất, và thậm chí có cả các KOL, các thế lực liên tục lên tiếng trong cái thời gian mà Sư Minh Tuệ thì bộ hành cách thực. Thế nhưng mà Sư Minh Tuệ chả hề ấn gì, và những người nào mà dính phải cái chỗ đó thì hình như là họ đang bị vướng nghiệp quả. Cho nên là phép luật của người ta gọi rằng là Phật pháp nhiệm màu thì nó ở chỗ đó. Tức là khi chúng ta giữ giới thì nó như một cái bức màn, nó bảo vệ chúng ta. Nó không bảo vệ được bởi vì chúng ta không giữ giới. Nhưng nếu mà giữ giới, người tu hành mà giữ giới trọn vẹn 5 giới, rồi trọn vẹn 8 giới, 10 giới sa đì, rồi trọn vẹn 250 giới tỳ kheo, thì chắc chắn không ai động tới được cả. Nhưng nếu anh không giữ giới thì chả ai bảo vệ được anh. Thế lực nào có lớn đến mấy chả bảo vệ được. Như Thích Trần Quang đâu phải là cái thế lực nhỏ đâu. Ông ta có rất nhiều những đầy đủ và thoát không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng bây giờ đến động đến Sư Minh Tuệ thì bây giờ là xuống hố. Toang rồi. Đó. Toang rồi. Và bây giờ thì thật sự không ai bảo vệ được ông này. Chúng thanh niên không bảo vệ được. Chúng ta thấy rằng là ngày hôm qua thì đúng là chúng thanh niên, những cái người mà đi theo ông Thích Trần Quang đấy, thì đến bây giờ là xin thưa với các bác rằng là gần như là im tiếng, không dám lên tiếng. Bởi vì cái này nó kết luận thật sự rồi, giấy trắng mực đen, gọi như là mọi thứ rất là rõ ràng, không còn gì để bàn cãi thêm một nữa. Thì người ta không thể nào đổi trắng thay đen được. Và ông Thích Trần Quang thì nổi tiếng trong cái việc là đổi trắng thay đen, nhưng bây giờ thì chịu rồi. Cho nên nhiều khi mình ngẫm lại, mình suy nghĩ, mình mới thấy rằng là đúng rồi, Phật pháp nhiệm màu. Từ những cái điểm như thế, nó không phải có cái gì huyền bí cả, nhưng nó là cái điều như vậy. Một người mà giữ giới tuyệt đối thì họ sẽ có một cái sức mạnh tuyệt đối, và không ai có thể chạm được vào họ. Cho nên ấy, cái sức lan tỏa của Sư Minh Tuệ nó lớn như vậy. Lớn như vậy là vì thật sự là bây giờ chúng ta nhìn qua cái Phật giáo, chúng ta mới cảm thấy rất là chán. Rất là chán. Và không chỉ một mình ông Quang, ông Quân Tấn Việt này, mà còn rất nhiều nữa. Tôi chỉ lấy ví dụ như ông Từ cũng là cái người mà có rất nhiều những cái bằng cấp. Đó. Bây giờ thì chỉ cần xem xét lại cái bằng cấp của ông thôi. Mình thật là người xuất gia tu hành mà mình lấy nhiều bằng cấp đó, lấy nhiều cái danh đó để làm cái gì? Để làm cái gì? Để mua danh hão à? Hay gì đó à? Như vậy là đi lại ngược lại lời Đức Phật rồi. Đức Phật đến ngôi vua của mình còn từ bỏ. Trước khi giác ngộ, Đức Phật cũng đã từ bỏ. Và sau khi giác ngộ thì Đức Phật cũng chả lấy lại làm gì cả. Đó. Trước khi đi xuất gia thì Đức Phật vẫn giữ giới. Và sau khi giác ngộ rồi, Đức Phật vẫn cứ giữ giới. Và giữ giới còn nghiêm mật hơn. Chỉ bỏ đi những cái gì không cần thiết. Khi giác ngộ rồi thì cái gì không cần thiết, cái gì cần thiết. Thì Đức Phật chỉ như vậy thôi. Cho nên ấy, nếu mà xuất gia tu hành mà không giữ giới thì thật sự với các bác rằng là không bao giờ thành quả đắc đạo được. Nó giống như kiểu rằng là không tập thì không biết bơi được, mà đã không biết bơi được thì không chỉ dạy được người ta, mà không biết bơi mà còn đi dạy người ta thì dạy người ta xuống hố thôi, dạy người ta vào cái nguy hiểm đó. Đó. Cho nên những người nào sư chủ trì thực sự là chúng ta chỉ cần, hoặc là những người đi giao giảng thì chúng ta chỉ cần đơn giản để chúng ta nhìn họ rằng là có giữ giới hay không. Có giữ giới được chúng ta mới tin, chứ còn không giữ giới được chúng ta tin làm gì. Có giữ giới được thì chúng ta mới tôn trọng, còn nếu không giữ giới được thì chúng ta đâu có tôn trọng. Sư Minh Tuệ dạy chúng ta một điều rằng là cái điều đầu tiên căn bản nhất của đạo Phật là giới định tuệ. Và cái đầu tiên thì đương nhiên là giới. Giới, anh không giữ giới được thì chả có định cũng chả có tuệ. Anh chưa giữ giới mà anh bảo rằng anh có định anh có tuệ, anh đi dạy người khác
tiền định anh đi dạy người khác thiền tuệ, anh đi giao giảng, anh cho rằng anh có trí tuệ. Không phải, nếu anh không giữ giới anh chả có gì hết. Và cái giữ giới là quan trọng. Và rất nhiều hàng triệu người dân Việt Nam thức tỉnh ở cái chỗ này. Thì chúng ta thấy một nhà sư không giữ giới thì chúng ta không đáng tôn trọng đó là một nhà sư. Vậy nhà sư phải giữ tận 250 giới cơ. Xin thưa với các bạn đó, xuất gia rồi phải giữ 250 giới chứ không phải là chỉ có 50 giới. Và chắc chắn tôi đếm rằng là mặc dù là vẫn có những nhà sư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là giữ giới nghiêm mật, như tôi chia sẻ với các bác, nhưng những người này không nổi tiếng cũng không ít, cũng không phải là nổi tiếng và cũng không phải là các bác biết mặt biết tên. Nhưng mà những nhà sư mà chức vụ cao trong giáo hội thì tôi tin rằng là 10 người chắc là chỉ khoảng tầm vài người là giữ giới thôi. Còn đâu thì chúng ta nhìn qua thì chúng ta biết, đúng không ạ? Tôi đều chia sẻ với các bác mọi người. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.